Em xin lỗi hai anh ạ. Không sao đâu. Lúc đầu nghe cậu nói, tôi còn tưởng cô ta mềm yếu lắm cơ. Nhưng khi gặp rồi mới thấy, cô ta rất cứng cáp và mạnh mẽ. Không phải là loại người dễ làm tổn thương bản thân mình đâu. Bài học lớn cho cậu đấy nhá. Khi người ta còn yêu mình, muốn ở bên cạnh mình, thì người ta ngọt ngào lắm. Nhưng khi đã làm gì sai, chỉ là mật trên lưỡi dao thôi. Đúng rồi đấy. Vợ mình ở nhà tuy là có hơi mắng mỏ một chút, nhưng kiểu gì cũng là người thương yêu mình nhất, lo cho mình nhất. Em chừa rồi hai anh ạ. Lần này coi như nhờ hai anh mà em thoát được một kiếp nạn. Cô ấy lại nhắn. Hào ơi, tôi tưởng anh thế nào, hóa ra anh cũng chỉ là thằng hèn. Anh được lắm, tôi chống mắt lên xem anh sống thế nào sau này nhé. Nói như này chắc là cô ấy không nghĩ quẩn đâu nhỉ. Thương, cô đến đây làm gì? Em chỉ đến để nói chuyện với chị Yên thôi mà. Cái gì đây? Giật cả mình. Xem tìm cái gì đấy? Ê, không, không có gì đâu. Thắng ơi, trông mơ cái gì mà cứ ú ớ thế? Chồng mơ thấy vợ. Ý anh vợ là ác mộng ấy hả? Không, ý chồng là chồng mơ thấy vợ rời xa chồng. Anh sợ lắm. Kiếp, sến. Vợ. Cái gì? Vợ đừng bỏ rơi chồng nhá. Chồng không thể sống nếu thiếu vợ được đâu. Mày chồng bị làm sao đấy? Bỏ ra. Ở nhà trông con nhá. Hôm nay vợ đi chơi với Đào và Tràng. Vợ đi đâu? Ôi kìa. Vợ đừng rời xa chồng nhá. Chồng sợ lắm vợ ơi. Hôm nay chồng làm sao thế? Bỏ ra. Này. Vợ hứa đi. Vợ hứa không rời xa chồng đi. Vợ hứa đi. Rồi hứa.